残酷世代，自身千次竞赛，才学会自强忍耐。寻伴有害，难道必须装可爱，才换到结果花开？当群众喧哗太纷扰，谁又听到我心跳？能做个淑女，我偏懒去撒娇。若非诚意不必再骚扰，留住这青春很需要，争取分秒，明确对焦。Vậy rồi hả? Không có gì chứ. Nếu vẫn cảm thấy không được khỏe hay là về nhà nghỉ ngơi trước đi. Anh lo được mà. Xem ra em cũng không yên tâm rồi. Anh đã làm một số phân tích. Phái nữ văn phòng hiện nay đại đa số đều thích đi mua sắm. Một trong các nguyên do là họ muốn giải quyết căng thẳng, thông qua mua sắm để giải phóng áp lực và không vui của họ. Nhưng mà chức vụ càng cao, áp lực tương đối cũng càng lớn. Đa phần vì những chuyện này cho nên bỏ quên gia đình và tình yêu. Cuộc thi ba môn phối hợp, môn vượt trở ngại là chính, vật cản phải sửa lại, phải thật sự hấp dẫn, phải vui nhộn. Nhưng mà quan trọng nhất vẫn là sự an toàn. Nếu không, phụ huynh nhất định khiếu nại đến chúng ta chóng mặt. Sau đó là bé trai thì bú sữa nhanh, còn bé gái thì... Bé gái thì nhất định phải giống em. Hả? Ý em nói sau này chúng ta sinh con gái giá nào cũng không thể giống anh. Còn sinh con trai đó thì vẫn phải giống em, đủ cứng rắn mà. Trai thì tên Giang Long, còn gái thì gái tên Giang Nguyên. Vậy thì sau này em giữ Giang Long, Giang Nguyên nha. Anh không giữ đâu. Tuy nhiên rồi không cần anh lo. Cái gì chứ, các con em sinh mà, chúng thật sự là con thuộc về em. Giá nào em cũng phải dành hết thời gian cho chúng. Em muốn chúng lớn lên trong vui vẻ và hạnh phúc mà. À, Molly mạnh quen trước giờ rất là cứng rắn, rất tự lập và thích làm việc lắm kia mà. Thật không ngờ thì ra em lại thích giữ con tới vậy sao? Từ khi ba má chia tay đến nay, năm hết Tết đến, thực tế mọi người không có cơ hội hội ngủ với nhau. Em cũng lâu lắm rồi không có được ăn một bữa cơm đoàn viên thật sự nghiêm túc. Cho nên á, em phải sinh thật nhiều con trai, sinh thật nhiều con gái. Em sẽ thương chúng ra mặt. Em muốn gia đình em phải hết sức nhộn nhịp. Em không muốn sống một mình nữa. Lý nào em chỉ còn lại một mình chứ? Em còn có anh kia mà, đúng không? Đặc biệt khi chúng ngồi yên một chỗ, chúng sẽ cảm thấy nỗi cô đơn và sự trống trải. Có vấn đề gì sao? Tôi có một câu muốn hỏi anh. Anh có thể thành thật trả lời tôi không? Cũng được. Anh bỏ đi bấy lâu, luôn cả điện thoại tôi cũng thay đổi, không muốn anh xuất hiện nữa. Nhưng một năm trước, anh tìm được điện thoại của tôi, tiếp tục gọi cho tôi. Anh muốn nói cái gì vậy? Hôm đó anh bị xe đụng trúng, anh tưởng đâu bản thân của mình sẽ chết. Giây phút đó trong đầu của anh chỉ nghĩ tới một người. Đó chính là em. Cho nên anh đã gọi em. Tiếc là em không nghe máy.
Lúc đó tôi mới làm xong phẫu thuật, cắt bỏ tử cung. Chưa bao giờ tôi cảm thấy cô đơn như vậy. Lúc đó, không ngờ người đầu tiên tôi nghĩ tới chính là anh. Tôi cầm điện thoại lên, đang chần chừ có nên gọi cho anh không. Ai ngờ số điện thoại của anh tôi khó lòng quên được. Cách biệt bấy lâu, tôi không nghĩ anh lại gọi tới. Tôi muốn nghe lắm, nhưng mà tôi không dám. Tôi không biết làm sao đối mặt với anh, bởi vì tôi đã không còn là một phụ nữ hoàn hảo nữa. Tôi còn một thắc mắc. Qua hôm đổ tro cốt, tôi có gọi cho anh, nghe bên cạnh anh có một người phụ nữ. Anh và cô ấy đang làm cái gì? Không trả lời được không? Không được. Em không muốn nghe câu thật lòng. Tôi không ngại, anh nói đi. Hôm đó sau khi gặp nhau xong, trong lòng của anh phức tạp lắm. Uống nhiều rượu, sau đó cùng với một cô gái. Tôi không khỏe, tôi phải về nhà. Sáng mai 9 giờ gặp mặt. Sợ gì anh nói thật lòng với em là vì anh không muốn gạt em. Anh buông em ra đi. Nói hết gì đã có được không? Tôi không muốn nghe. Anh là một người đàn ông không có định lực. Không liên quan đến tôi. Anh càng không có định lực hơn đa số đàn ông. Tôi không muốn nghe, anh đừng nói nữa. Buông tôi ra. Có thể quản lý anh được không? Anh gạt được tất cả mọi người, nhưng mà anh không gạt được bản thân mình. Anh thật sự rất muốn quay lại cùng với em. Quanh đi quẩn lại mười mấy năm, chúng ta đã phí nhiều thời gian lắm rồi. Anh biết rất rõ ràng ai mới là thích hợp nhất đối với anh. Anh không ngại chuyện em không thể sinh nở. Anh càng không ngại những tật xấu của em. Mong em hãy quản lý anh đi. Nè, ngoan ngoãn đi. Nè, massage như vậy có phải thư giãn lắm hay không? Nè, nằm yên đi. Nè, 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 đừng có giỡn nữa mà. Coi đó, làm ướt hết quần áo rồi đây nè. Ngoan ngoãn một chút đi, đừng có động đậy nữa có được không? Có phải thoải mái lắm phải không? Giang Niệm Thâm, anh nói sao với tôi đi? Tối qua anh chỉ đùa với em thôi. Em tưởng thiệt hay sao? Anh lại gạt tôi. Quen rồi mà, đâu phải lần đầu tiên. Anh đã nói anh không chỉ lấy hết thương xá của em, luôn cả mo cộng cũng là của anh. Không lẽ em ngây thơ, tưởng đâu anh thật sự quay lại cùng với em hay sao? Nè, ngoan ngoãn đi. Nè, massage như vậy có phải thư giãn lắm hay không? Nè, nằm yên đi mà. Nè, 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 đừng có giỡn nữa. Coi đó, làm ướt hết quần áo rồi nè. Ngoan ngoãn đi, đừng có động đậy nữa có được không? Có phải thoải mái lắm không? Nếu cảm thấy không khỏe cứ việc nói ra. Anh!
Anh cười đủ chưa? Em vô lý mà. Lý nào anh lại dẫn một cô gái về nhà của em mới được chứ, phải không? Nằm mơ đâu có chuyện hợp lý hay không. Anh có biết anh mà, trước giờ làm việc luôn bất thình lình làm những chuyện giật mình. Em làm sao biết anh có giống như lúc trước không? Đột nhiên lại đi chung với một cô gái khác, cái đó lại nói lấy hết thư xá của em. Đang nói chuyện với anh kia mà. Ok. Nè, ngồi dậy trước đi. Đưa ngón tay cho anh. Hả? Để làm gì? Nè, bây giờ anh nhập dấu vân tay của em vào trong đây. Từ nay á, em thích mở điện thoại của anh bất kỳ lúc nào. Muốn kiểm tra cái gì, muốn coi cái gì, em đều có thể tự nhiên làm. Bắt đầu từ hôm nay, em sẽ ngủ một giấc tới sáng, không còn cơ hội cho em thấy ác mộng nữa. Hử? Chẳng phải anh sợ nhất là người ta quản lý anh sao? Không hiểu tại sao anh chỉ muốn em quản anh thôi. 10 giờ mới thuyết trình mà. Vẫn còn thời gian. Quá đã. Nè. Nè. Nè, ông kia đã đổi vé máy bay. Giờ sớm hơn 9 giờ đã có thể thuyết trình rồi. Mong ngồi dậy đi. 9 giờ còn cả tiếng lần mà. Vẫn còn kịp. Tránh ra, xin lỗi, xin lỗi, tránh ra, tránh ra, tránh ra, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, tránh ra. Xin xin lỗi nha, xin lỗi nha. Hai người đi trước đi, đi trước đi. Xin lỗi, có thể cho qua không? Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Tất cả mọi người chuẩn bị xong chưa? Oscar, Elen, máy chiến đấu, chỗ tài liệu xong chưa? Nè, tôi nói mọi người biết, lát nữa đoạn phim có vấn đề gì tôi bảo đảm chặt thành 9 khúc là 9 khúc. Quang ông Kim đang lên đây, tới nghe tôi thuyết trình. Đi. Không cần đi nữa, thuyết trình xong rồi. Thuyết trình xong rồi. Ông Kim thay đổi thời gian, anh lại ở bệnh viện. Chị Mo không nói báo cho anh biết cho nên mới... Nè, nói một câu đơn giản hơn, tức là ông Kim nghe xong, đi rồi, bye luôn. Ê, nè, khoan đã. Ông Kim chỉ nghe tôi thuyết trình thôi mà, không có tôi, nghe lọt tai sao? Xong hết rồi, ông Kim cũng hài lòng vô cùng. Bây giờ mấy sếp của chúng ta đang ngồi uống nước với Tina, không chừng đang khui sâm bệnh ăn mừng đó. Sao lại như vậy chứ? Có nhầm lẫn gì không? Anh Hassan à, lần này anh đúng là lỗ vốn rồi. Rõ ràng một cơ hội tốt để trổ tài, ai ngờ bị Gordon chen ngang, còn lật ngược tình thế nữa, thiệt tình nè. Là lỗ tôi sát gián luôn. Đâu có lỗ bằng chị Mo. Liên quan gì đến chị Mo chứ? Chị Mo kêu anh tới đây để đấu với Gordon. Lúc nãy thuyết trình, gã Gordon đó liên tu bất tận, giành hết tiếng thơm. Anh bị đâu không bị, bây giờ mới bị thương, không giúp được chuyện gì hết, vô tích sự quá. Chị Mo bị anh hại chết rồi. Nhưng nhìn kỹ lúc nãy hình như chị Mo không có gì mà. Bở mới nói lúc nãy tôi thấy chỉ với anh Gordon, một người tấn công một người hậu vệ, có công có thủ, ăn ý vô cùng đó. Anh theo chị Mo bao lâu rồi? Đứng trước mặt ông chủ giá nào cũng phải thể hiện một chút chứ. Ngoài mặt chị Mo càng bình thường thì trong thâm tâm của chị càng căm hận hơn. Đang lúc mưa to gió lớn khôn hồn chút đi. Nhưng mà không phải, tôi thấy hôm nay chị Mo đúng là hơi khác. Chị với anh Gordon cùng tới đây đó. Tôi cũng để ý được, chị Mo còn mỉm môi cười thầm nữa. Cười thầm hả? Mỉm môi cười thầm à? Ừ. Có phải bị điên rồi không? Chị Mo và Gordon là đối thủ mà, tái hợp có gì khác chuyện không tưởng chứ. Còn đứng đó nữa, làm việc đi. Tôi ghét nhất là giọng nói của cô. Kitty, cô ngồi đó làm gì? Vào đi. Xin chào ông Nhậm. Xe tại chỗ, không sữa nữa, gói đường, uống nóng đi. Tôi đã cho cô cả buổi sáng rồi. Cô thật sự không có gì nói với tôi sao? Có chứ. Như một chuyện là ông thích nghe, một chuyện ông không thích nghe. Ông muốn nghe chuyện nào trước? Cô thích nói chuyện nào cứ việc nói đi. Cô đã quen tự tung tự tác rồi mà.
Đích thực tôi đã lợi dụng danh nghĩa của ông gửi tin nhắn cho chị Mo để gọi định tham gia thuyết trình. Nhưng mà tôi làm như vậy là bởi vì Hansen đã ở bệnh viện, chị Mo thì bị bệnh. Nếu trong lúc này Gordon không ra tay giúp đỡ, tôi sợ buổi thuyết trình đó sẽ có chuyện. Tôi biết ông không thích anh ta, không muốn cho anh ta cơ hội. Nhưng mà trong lúc này, chúng ta nên lấy đại cục làm trọng. Với tư cách thư ký riêng của ông, tôi cảm thấy cần phải quyết định như vậy giùm ông. Tôi coi như cô giải thích được đó. Còn chuyện thứ hai, là bà Nhậm đưa cho tôi. Hình như vợ ông vẫn chưa nói với ông. Cô đúng là rắc rối. Cô đừng nên cho cô ta lên đây nha. Ông yên tâm, tôi đã nói chuyện với vợ của ông ở ngoài rồi. Cô tưởng đâu bông tai này là của tôi, không làm phiền Ivy Dương. Tôi đúng là không chọn nhầm cô để giữ chức vụ này. Nhưng cái vợ tôi đúng là ngang tàng lắm. Cô không có làm gì cô chứ? Cũng không có gì, chỉ ăn một cái tát ở nhà hàng thôi. Tôi đã giữ chức vụ này thì phải cố gắng giải quyết vấn đề giùm ông. Nhưng hình như chỉ giới hạn ở công việc, chứ không phải vấn đề riêng tư. Được, tôi biết cực thân cô lắm rồi. Cô muốn tôi làm gì để bù đắp cho cô? Đi một hồi sao không thấy anh gì? Đi mua chai 582 quá đáng vậy. Cũng được, tối nay đợi anh. Anh đừng nói cho đám lính biết nha, bọn họ nhiều chuyện lắm. Ừ, được rồi, bye bye. Rồi à, anh bạn, tôi đúng là nặng quá. Hãy làm ơn phụ một tay khi lên nhà giùm tôi. 200 đi. Cậu với anh làm phước giúp đỡ người già đi có được không? Ông nói gì vậy? Mặt ông còn trẻ hơn tôi nữa. Tôi còn phải tranh thủ chạy chuyến sau. Nè, người gì kỳ vậy? Ê, đồ của tôi mà, ông không có được lấy. Tôi đã ghi rất rõ ràng ở đây, có người đào lấy, trời tru đất diệt. Trung, Anh, Hàn, Nhật, Pháp, luôn cả chữ Tây Ban Nha cũng có. Không lẽ ông coi như không nhìn thấy sao? Ông chạm dây hả? Tôi có biết chữ đâu. Đồ của ông bẩn thỉu như vậy, ăn mày cũng không thèm đâu. Ôi nè, ông. Ủa chú, chưa xong hả? Nè, tôi giúp chú ha. Ê, khoan, tôi không có tiền đâu nè. Trời ơi, đừng hỡi chút nói tiền nữa chứ. Tôi cũng có trái tim kính lão mà. Nè. Lúc nãy anh nói tranh thủ đi chở chuyến khác mà. Vì muốn quay lại giúp chú, tôi từ chối rồi. Khoan. Anh không giống là người kính lão như vậy. Lúc nãy cứ vượt qua và đi bộ, bà lão đó đi hơi chậm thôi, anh liền ra sức bấm kèn người ta. Anh nói cho tôi biết đi, có phải có người đưa tiền cho anh không? Bây giờ ông khiêng hay không khiêng đây? Sao ông già này phiền phức quá vậy? Đó, để lộ chân tướng rồi, anh làm gì có kính lão chứ. Nói cho tôi biết đi, có phải cô gái này đưa tiền cho anh không? Nếu phải, cô đưa bao nhiêu? Tôi đưa gấp đôi. Nè, gấp đôi. Cô gái lúc nãy đưa 500, ông gấp đôi chứ gì? 1000, đưa đây, đừng nói nhiều. Ôi trời ơi, anh đúng là quá đáng thiệt. Lúc nãy kêu đưa 200, đi lấy 500 của con tôi, sao ông đi ăn cướp luôn đi? Trời ơi, chú hai à, chú nói chuyện kiểu gì vậy? Chuẩn tiền đi 1000. Ngã cái đầu của cậu á. Cậu có gan đứng đây đi, coi chừng đi. Cứu tôi với, có người lừa tiền của tôi đây nè. Cứu tôi với, bảo phụ tôi đi, cứu tôi với. Chạy chậm một chút, tôi đập cậu dẹp lép luôn. Rõ ràng đưa tiền kêu khiên giùm, ông lại không chịu cho người ta giúp, nhất định đối đầu với tôi. Bà muốn gặp con thì một lát thôi. Đúng là không ngờ con cũng khỏe như vậy đó. Ông thử từ nhỏ tới lớn chuyện gì cũng tự làm, con có khỏe hay không? Cái này để ở đâu? Cái này để trong phòng của ba đi, để ba cho qua.
Ông làm gì vậy? Tìm được rồi. Đúng là tìm được rồi. Con coi nè. Trời, sao nham nhở vậy? Nham nhở hả? Là răng sữa của con lúc còn nhỏ đó. Có lần con có cái răng nó bị lung lai nhưng là chưa rớt ra, cho nên ba vừa hát vừa dụ ngọt con kiếm sợi chỉ cột chặt nó. Đầu còn lại thì cột vào tay nắm ở cánh cửa, giật một cái liền rớt ra. Ông bà xưa thường nói, nếu răng hàm trên bị rụng thì ném xuống đất, răng hàm dưới bị rụng thì ném lên trên trời. Cho nên ba đã ném nó lên trên sân thượng đó. Kẻ làm ba này không thể làm gì cho con được, chỉ là trong lòng luôn âm thầm cầu chúc cho con, hy vọng cuộc sống của con vui vẻ, sống sung sướng hơn. Mỗi lần cười nét mặt con khi nở nụ cười để lộ một hàm răng rất là ngay ngắn. Nói gì thì nói, nó đúng là linh nghiệm lắm. Bà thấy nét mặt của con lúc chửi người ta, hàm răng ngay ngắn lắm rồi. Ông nói dối. Ông nói rằng đã ném lên sân thượng, tại sao con nằm ở đây? Một thân một mình lên đến trên biển, đương nhiên phải có cái gì đó mang theo bên mình. Cho nên đêm trước khi bà chuẩn bị lên tàu, bà đã lên sân thượng lượm lại, mang theo bên mình. Chiếc răng này đã cùng ba đi khắp cả thế giới cho đến ngày hôm nay đó. Chỗ này cũng không nhỏ, có 2 căn phòng. Mướn bao nhiêu một tháng? Ba không phải ở một mình, ba còn một người ở chung nữa, nhưng mà họ chưa có dọn tới. Trả cho ông. Ba trả cho con mà. Cầm lấy đi. Ông làm ơn tiền quân giác đừng tiết kiệm. Lát nữa có chuyện gì cũng phải tốn tiền của tôi thôi, đừng làm phiền tôi. Bẩn à, thật ra khi con quan tâm người khác, thái độ có thể đỡ hơn, giọng nói có thể đỡ hơn. Nè, đối với bà thì không có gì, nếu đối với người đàn ông khác sẽ làm cho họ sợ đó. Mẫn à, câu không nên nói bà cũng nói luôn rồi. Nè, rõ ràng người đàn ông phong độ đó yêu con dữ lắm mà, nhưng thế lại người ta khiếp sợ con. Sợ chuyện gì con cũng quản lý người ta, sống chung với con còn thảm hơn ở tù. Có quá đáng vậy không? Lúc ở công ty cậu ta thường xuyên phá con, cái gì cũng dành với con, mục đích là cái gì? Đó là muốn con ghét cậu ta, để hai người mãi mãi không thể sống chung với nhau. Thật ra con thì càng thân càng giết, cậu ta thì càng yêu càng giết. Nghĩ kỹ lại, hai người cũng xứng đôi dữ lắm mà. Mẫn à, thật ra loại đàn ông này cũng đáng quý lắm. Nếu cậu ta không có yêu con, cậu ta sẽ không có bài nhiều trò như vậy đâu. Nè, con vừa xinh đẹp lại tài giỏi nữa, chỉ thiếu chút thùy mị thôi à. Nếu con chịu bớt nóng nảy một chút, chịu nhõng nhẽo với cậu ta vậy là được rồi. Được rồi, được rồi. Anh đã kêu tôi quản lý ảnh rồi. Cái gì? Con, tức là hai con đã đến với nhau, đến với nhau rồi sao? Thằng khờ đó, không ngờ lại chịu tự mình chui vào nhà giam. Ông lại bị sao vậy? Không, bà vui mừng quá. Bà tưởng đâu từ nay con sẽ cô đơn lẻ loi, không có người nào chịu con hết. Tôi cũng đâu có tệ như vậy. Không, không phải, không liên quan tới con. Nếu không tại lúc con còn nhỏ, bà bỏ mặc không lo, nó quay về rước con cũng không làm được. Con cũng không mất hết niềm tin với người khác, bản thân cũng không có cảm giác an toàn. Suốt ngày lo công việc, làm suốt ngày, làm tới làm lui, làm đến cơ thể bị bệnh, đến nỗi bây giờ muốn sinh mà cũng không thể sinh được. Làm việc thì phải vậy thôi, cần phải hy sinh một chút chứ. Không phải vậy đâu con, chỉ biết mấy viên gạch lót sàn trong phòng phải hy sinh vô ích như vậy, luôn cả em họ thân nhất của mình cũng đuổi đi luôn, có đáng hay không chứ. Ai nấy đều gọi con là chị Mo, hãy gọi một tiếng thì vai của con nặng hơn một chút, trách nhiệm của con cũng to lớn hơn. Trước sau cũng có ngày đè chết con đó con à. Thả lỏng một chút đi, nghĩ coi,
bản thân làm người nên như thế nào, có cái gì có giá trị với con nhất hả? Được rồi, tôi biết rồi. Ba. Con gọi ba là ba sao? Con gọi ba là ba rồi sao? Nè, tối nay coi suốt 7:30 nha. Coi phim. Phim tình cảm của Reed Even đã công chiếu, ngọt ngào lắm đó. Sau khi chúng ta coi phim xong thì đi uống ly nước, Trung Hoàng mới mở một quán bar đó. Đâu có rảnh vậy, còn nhiều việc làm lắm. Hôm nay mới thông qua ý tưởng thôi mà. Có chuyện gì ngày mai mới làm đi, tôi đặt vé nha. Không phải, tôi thật sự mới nghĩ ra ý tưởng mới. Tôi có việc làm thật mà, hay là cô rủ người khác đi với cô? Tại sao không đi? Chị Mo. Chị Mo. Tối nay không tăng ca, thanh niên rảnh rỗi thì ra ngoài thư giãn cũng đúng thôi. Tôi đặt vé nha. Vào đi. Chưa đi sao? Chẳng phải đi coi phim sao? Sáng nay sau khi thuyết trình xong, em có chút ý tưởng ban đầu. Em vẽ được một số hình, định đưa cho chị coi hướng đi của em có đúng hay không. Nếu có vấn đề gì, em lập tức sửa lại cũng được. Tối nay em xác định tăng ca rồi. Thật ra em ít khi đi coi phim lắm. Làm việc thì làm việc. Cuộc sống và công việc cũng phải cân bằng. Cặp bồ cũng không có sao. Cặp bồ? Em và Elaine hoàn toàn không có gì hết. Nhưng hình như cô ấy có gì đó với cậu. Nhưng mà em tuyệt đối không có ý gì với cổ hết. 100% đó chị Mo. Chị tin em đi. Tôi tin. Trên cơ bản hình vẽ này rất là tốt, nhưng tôi vẫn muốn suy nghĩ. Cậu gửi cho tôi trước để tối nay tôi tham khảo thêm. Dạ em biết chị Mo. Tiếc nhân. Có gì không chị Mo? Đừng gọi tôi là chị Mo, gọi Molly đi. Ok rồi. Dạ biết Molly. Vậy em ra ngoài làm việc tiếp nha Molly. Làm gì đi nhanh dữ vậy? Bộ bận lắm hay sao? Cũng bận lắm. Anh dẫn em đi ăn sáng xa như vậy cũng có thú vị lắm. Thật ra thì anh cũng có thú vị lắm. Không quen bị người ta nắm tay sao? Em quen khoác tay người khác hơn, thân mật hơn mà. Khoác tay? Tay của ai chứ? Sao hả? Ganh tị à? Ganh tị? Anh cảm ơn còn không kịp nữa kìa. Cảm ơn họ đã canh chừng em, giúp cho anh. Nếu không bây giờ bị người ta cướp mất thì tính làm sao? Anh hát xì, có phải mới nói dối không? Lấy hết bệnh cảm cho anh, còn nói anh nói dối nữa sao? Em mang theo khẩu trang ra ngoài cũng vô ích. Cho anh xài nè. Thật ra thì em rất là chu đáo. Em không muốn anh lấy cho người khác, nhất là phụ nữ. Chỉ lấy cho em thôi. Vậy thì được. Bản cô đang coi là hồ sơ kế hoạch cải tạo 6 thư xá đó. Còn bản của xin môn cộng ở đây. Xin chào anh Gordon. Sáng nay công ty ra thông báo. Cô ra ngoài trước đi, để tôi giải thích với anh Văn. Vậy tôi ra ngoài làm việc trước. Đúng ra tôi định báo cho anh biết trước tiên, ai ngờ anh chưa tới. Ồ, thì ra là lên chức, tức là phải sửa miệng. Từ nay gọi cô là giám đốc Điền. Trong số các giám đốc, kinh nghiệm của tôi non nhất. Còn thiếu gì thứ để học chứ? Đâu có. Những phần đóng ngoặc bên dưới chức danh hoàn toàn khác hẳn. Hạng mục đặc biệt, tức là cho thuê và quảng cáo, thậm chí là toàn bộ tất cả kế hoạch, bao gồm Thượng Hải, Bắc Kinh, thậm chí là cả đại lục. Vậy thì tôi chịu cái tát này cũng đáng lắm. Đáng hay là không, tùy thuộc mỗi người thôi. Anh yên tâm, tôi biết cách tự bảo vệ mình. Từ nay tôi sẽ bớt gặp mặt ông Nhậm. Mất công bà Nhậm là hiểu lầm. Nói một cách khác, từ nay chúng ta sẽ thường xuyên gặp mặt.
Anh không sao chứ? Không sao, tôi cảm thấy không được khỏe thôi. Có cần đưa anh đi bệnh viện không? Không cần, cảm thôi, không sao. Hay là do anh mới đi chơi với bạn gái, màu son môi cũng đẹp lắm. Đợi tôi một lát. Nè, tôi đổi giùm anh. Tôi tự làm được rồi. Ngồi yên. Đổi cái mới, lát nữa gặp khách sẽ tốt hơn. Cảm ơn. Lát nữa chúng ta cùng đi ăn cơm, tôi đặt nhà hàng rồi. Không được, lát nữa tôi có hẹn với bạn rồi. Được. Đã bệnh còn uống cà phê nữa. Uống thuốc. Uống thêm chút nước mau khỏi hơn. Em cũng mới khỏe lại thôi, em cũng phải uống nhiều nước vào. Nè, sao tình cờ vậy? Đi một mình à? Hay là ngồi chung đi. Anh bị thương như vậy còn cố tình ra ngoài ăn cơm, đúng là tình cờ lắm. Cô đừng vạch mặt tôi nữa. Tôi biết cô ở đây, tôi đặc biệt tới tìm cô thôi. Cô lên chức mà, đương nhiên phải chúc mừng cô. Bữa nay tôi đãi, đừng giành với tôi nha. Không được, dù sao anh cũng là đàn anh mà. Tôi còn nhiều chuyện phải học hỏi ở anh, bữa nay tôi phải đãi chứ. Đừng phá tôi nữa, giám đốc Điền. Tức là lần này tôi quay lại hạ mức một bậc rồi. Cô lên chức còn nhanh hơn trực thăng. Tôi theo cô học hỏi thì còn nghe được. Thật ra cô có tuyệt chiêu gì không? Hay là chỉ tôi đi. Hay là chúng ta gọi thức ăn trước đi. Ăn cái gì đây? Cô hỏi đúng người rồi. Tôi quen thân với nhà hàng này lắm. Bít tết kiều đi, bít tết kiều mềm lắm. Chúng ta gọi một phần ăn chung, còn có thể thử thêm những món khác hả? Có gì chứ? Tôi không sao. Bà Nhâm lại làm phiền cô sao? Anh đừng hỏi mà. Để tôi. Nói cho tôi biết có chuyện gì. Anh đừng hỏi nữa có được không? Anh để tôi đi đi. Cô bình tĩnh lại đi có được hay không? Anh đừng có hỏi nữa. Bình tĩnh lại. Bình tĩnh lại đi. Bình tĩnh đi mà. Ok, cô bình tĩnh lại đi, nghe tôi nói có được hay không? Nói cho tôi biết thật sự đã xảy ra chuyện gì, tôi sẽ giúp cô cho. Tại sao bất cứ ai cũng nghĩ tôi là hạng phụ nữ đó, còn muốn lợi dụng tôi nữa? Nói tới sờ mó tay chân đã là quấy rối tình dục rồi. Chuyện bắt đầu tới bây giờ, cô nhất định không chịu nói lại. Anh Nhậm, không thể nào. Dù muốn cũng không lý nào chờ đến giờ mới ra tay. Cô làm trợ lý riêng của anh bấy lâu, muốn khóc cũng đâu cần phải đợi đến hôm nay. Anh cảm thấy chắc chắn không phải là anh Nhậm. Điện mật mới chịu tiến quan dùm cho anh. Anh Nhậm ngốc cách mấy cũng không phá người đang giữ điểm yếu của anh. Anh cũng biết nhiều chuyện lắm. Điện mật có chút thiện cảm cùng với anh, nhưng mà tụi anh thật sự không có gì. Không lẽ em không tin anh hay sao? Anh chịu nói, em tin. Vậy em cảm thấy còn người nào nữa không? Nếu là người của công ty cũng chỉ có một người. Vào đi. Chị Mo. Ý, anh Golden, anh cũng ở đây à? Lúc nãy em đi ăn cơm, thấy bánh ngon quá,
Cố tình mua về mời chị ăn. Anh Golden à, xin lỗi nha, không biết là anh ở đây, hôm khác mệt ha. Không sao đâu, món ngọt tươi tràn lắm. Le Pont là chỗ lần trước chúng ta ăn cơm xong, bước ra nhìn thấy chỗ đó rất đẹp sao. Cậu cũng có lòng lắm. Chị mau nói chuyện, lúc nãy em cũng để tâm. Lúc nãy mặn bít tết thôi, bít tết ngon lắm đó. Một mình mà cũng có hứng vậy sao? Đâu có, ăn với giám đốc Điền Mật. Cổ lên chức mà đương nhiên phải chúc mừng cổ. Đồng nghiệp với nhau thiết lập quan hệ thôi, chị Mo đã dạy vậy mà. Em ra ngoài làm việc trước nha, em thích làm việc vô cùng. Cảm ơn anh Nhậm. Để ông Kim về, hai ba chúng ta họp thêm lần nữa, để lúc đó có thể xác định luôn các chi tiết. Ừ, cảm ơn anh Nhậm, chủ của em cũng mong đợi lắm. Tôi cũng vậy, ok, đến lúc đó gặp. Ông Nhậm, Tina, nói vài câu đi. Nghe nói hai tập đoàn sẽ có sự hợp tác quy mô lớn lắm. Sự kiện đầu tiên hình như lấy nữ giới làm chủ đề. Thông tin của mọi người rất chính xác, nghe được ở đâu vậy? Lần này sự kiện của chúng tôi có ý nghĩa lắm. Lấy tôn trọng phái nữ, tự chủ, thương yêu là chủ đề. Đến lúc đó có thêm tin tức công bố sẽ báo với mọi người sau. Nhưng chúng tôi cũng nhận được tin ngạo tin có giới lãnh đạo can tội quấy nhiễu đồng nghiệp nữ, có thật vậy không? Tôn trọng nữ giới nhưng lại quấy nhiễu phái nữ, scandal này có khi nào ảnh hưởng sự hợp tác của đôi bên không? Chuyện này chắc chắn là có hiểu lầm rồi. Để tôi về công ty tìm hiểu cái đã. Chúng ta giữ liên lạc nha, bye bye. Tina, cô thấy sao? Cô có suy nghĩ gì không? Phản hồi đi. Vẫn chưa mở điện thoại. Điện mật mới gửi email cho tôi. Cô nói gì? Cô đã phóng viên liên tục tìm cổ nên cổ tắt điện thoại, muốn xin tôi cho nghỉ mấy ngày tạm thời không đi làm. Tina nói phóng viên tìm tới chỗ ông Kim, làm cho ông Kim nổi giận vô cùng. Cô còn nói nếu như chuyện này là thật, sự hợp tác của Mô Cộng có thể nảy sinh vấn đề rất lớn. Nghe giọng nói của cổ có thể sẽ dừng lại. Hả? Không thể nó ngừng là ngừng được. Phòng công trình của chúng tôi đã chuẩn bị nhiều thứ lắm rồi. Hai tập đoàn quy mô lớn như vậy dính líu đến nhiều chuyện, mức đầu tư lớn như vậy họ cũng tổn thất lắm. Ơi, cũng đâu có bằng tổn thất của chúng ta. Chưa hợp tác đã bị đối phương bỏ ngang rồi, từ nay Ngạo Tinh sẽ không còn chỗ đứng nào nữa hết. Nói nhảm nhiều quá làm gì chứ, mau tìm cách làm sao giải quyết vấn đề đi. Vụ này không thể giải quyết được, công ty trình bày với ông Du, tất cả mọi người đều có chuyện. Có thể Điền Mật bị Hansen quấy rối tình dục, có mấy đồng nghiệp nữ từng khiếu nại cậu ta. Chuyện này như thế nào không quan trọng, là người nào làm đâu cần có quan tâm. Tôi chỉ quan tâm Môn Cộng có thể tiếp tục nữa không, có thể tiếp tục như thế nào. Chuyện này không thể bỏ qua như vậy. Đừng tiếp tục làm lớn chuyện nữa. Bây giờ đám phóng viên đang bám chặt không buông. Cô không xử lý thẳng tay, chuyện này sẽ càng lúc càng lớn đó. Anh Nhậm nói rất đúng đó, chuyện này nhất định phải xử lý thẳng tay. Gọi điện thoại cho Tina, kêu cô nói với ông Kim, trước giờ là trước giờ không hề xảy ra chuyện quấy rối gì hết, chỉ là sự hiểu lầm. Sao không gọi? Tina, phải, bên chúng tôi đã bàn bạc rồi, chúng tôi sẽ tổ chức họp báo, nhất định xử lý công khai công bằng công chính. Molly, cô yên tâm, chúng tôi nhất định có sự trình bày hợp lý cho ông Kim. Vậy đi. Có phải cô điên rồi không? Bây giờ tôi kêu cô bịch kín chuyện này, phải xử lý thẳng tay, phải kiếm nước để dập tắt ngọn lửa. Cô còn châm dầu vào lửa sao? Tôi tuyệt đối tán thành suy nghĩ của chị Mo, cho nên công ty nhất định phải xử lý nghiêm túc chuyện này. Anh Nhậm, chủ đề của Lady First là tôn trọng phái nữ. Chúng ta làm như vậy đúng lúc là tôn trọng cô gái Điền Mật này. Hơn nữa chúng ta tổ chức buổi họp báo này tuyên bố không ảnh hưởng đến uy tín của Ngạo Tinh, trái lại còn có thể nhân cơ hội này để mà làm quảng cáo. Họp báo. Chị báo giới, chào các bạn. Gần đây có không ít tin đồn nói tập đoàn Ngạo Tinh chúng tôi xảy ra vụ quấy rối tình dục. Trước giờ tập đoàn Ngạo Tinh luôn coi trọng trách nhiệm với xã hội, hơn nữa cũng rất tôn trọng mỗi một nhân viên nữ. Cho nên lần này chúng tôi tuyệt đối xử lý chuyện này một cách công bằng, công khai, công chính. Hôm nay chúng tôi cũng mời đương sự cô Điền Mật tới giải thích với chúng ta. Điền Mật, cô không sao chứ? Cảm ơn các bạn phóng viên hôm nay đã tới đây. Vào thứ sáu tuần trước, đúng là có một chuyện không vui vẻ đã xảy ra đối với tôi.
công ty chúng tôi có một lãnh đạo, anh ta đã lợi dụng chức quyền của mình, lợi dụng niềm tin của tôi đối với anh ta, quấy rối tình dục tôi. Lúc đó tôi sợ lắm, tôi không biết mình nên tính sao, cho nên tôi đã tránh mặt mấy ngày. Nhưng mà sếp của tôi, đồng nghiệp của tôi, tất cả họ đều khích lệ tôi, cho nên tôi mới quyết định bước ra công khai chuyện này. Tôi hy vọng đòi lại công bằng cho mình, lấy lại lòng tự trọng. Tôi cũng hy vọng vị lãnh đạo này có thể nhận được bài học thích đáng, không còn người bị hại nào khác. Vị lãnh đạo đó là ai vậy? Lãnh đạo đó có ở đây không? Tên là gì vậy? Phát biểu đi. Người đó là Văn Niệm Thâm. Hả? 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 Lần lần tình nhân thế kiên bò, hô hấp siêu chặt thâu cao, ý mây lòi phù thơ. Yên phân chỉ xa bùn miêu yêu lần liễu chi trời, tình trạng sâu trong đích xa dòi lao quyết bao hơi, ban công sắc lời, cà phê thêm lời, hồ bùi yên nhất đời. Trần đầy chỉ差半寸任了散去，沿路兜弯分叉再折磨下去，望穿秋水，望穿秋。